sau đây là AT đang đi một chiếc ở ngoài đường phố. Anh ta đang vô một quán cà phê với một girl xinh. Ở đây anh đã bắt được đối tượng rồi. Đây. À, đây là hai đối tượng trong quán cà phê. Hai anh này rất là thích ảo thuật. Đây, anh chọn một lục lá đi, bất kỳ lá nào cũng được. Rồi, ok, hai em xem đi. Rồi, cho mấy quay xem đi. Ồ, rất đẹp. Các bạn đừng có nói nha. Rồi, sau đây AT sẽ thực hiện cái chích. Rồi, anh ta bỏ ở giữa. Ở giữa một bài. Đây, bây giờ anh để một bài xuống. Thấy đó không? Bây giờ nè. Hôm nay em chọn cái bài gì? Kẹt cái bài đi. Đã bài bài ra. Wow. Xem đi em, cho máy xem cho anh đi. Để nó đây được không? Ở giữa ha. Rồi. Để xuống dưới nào. Bây giờ xem mà khi mà anh tung tay ra nha. Rồi. Thích tao liền ha. Quan trọng là con gì? Dạ, năm chuột. Đúng rồi. Năm chuột đúng không? Thấy không? Để đây nha. Đúng không? Đúng, 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 đúng. Nhớ nha, 1, 2, 3. Thách ra đúng không? Rồi. Lá chọn lá gì vậy? Lá 7, ôi lá 6, lá 6. Lá gì thì cứ suy nghĩ lá đó đi, không cần nói. Lá gì? Ha. Trời ơi. Xếp lại đây, con cháu đi, con cháu đi. Rồi. Bây giờ cái đấy rồi, ba em buông tay ra. Đó. Rớt xuống ngoài bỏ đi. Ở xuống đây nghe. Rồi. Buông ra nghe. 1 2 3 y. Chưa ra hả? Em chọn lấy gì vậy? Ba. Qua đây, em qua đây. Ngồi xuống với anh nè. Ba gì? Ba gì? Ba gì? Em chọn ba gì? Ba bích. Chọn ba gì? Ba bích. Ba bích vô. Anh em con tay nè. Đứng tay nè. Ừ. Ấn xuống này xíu em. Ấn xuống. Đó. Rồi rồi. Ủa cái này gì vậy? Vậy mới ghê. Không. Ta, em ở nơi nào? Cầm giùm anh đi. Rồi. Bây giờ anh chọn một con khác đi ha. Hồi nãy con em chọn là con gì vậy? Ba bích đúng không? Ba bích em đang cầm ha. Để anh xè bài ra một cái nè. Ủa nó chạy ở đây à? Ủa gì con cầm con gì? Nhìn kính cơ. Ủa sao kỳ vậy? Sao kỳ vậy? Sao kỳ vậy?